xe công nông vô lăng phun tín dụng trị giá 100 triệu, rất đẹp, rất chắc chắn. Mời các bạn cùng xem nhé. Máy 30. Xe rất đẹp và hâm hố, kiểu dáng mới 2019. Thùng rất bự, rất là dày. Còn 2,5 tấn. Cabin giống ô tô. Xe đây chuẩn bị làm. Đang đi sửa xe. Sửa cái ra luôn tính dục. Máy cày Mitsubishi D2350. Rất đẹp. Giá 95 triệu.